Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 9. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ 8 năm 2020. Xung quanh chuyện thu phí chụp ảnh tại phố Hàng Mã. Google tôn vinh nghệ thuật cải lương. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều qua tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 8 giai đoạn 2020-2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua về tham dự đại hội. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thành. Diễn văn khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 8 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thành trình bày khẳng định. Thời gian qua, nhiều phong trào thi đua tiếp tục được khơi dậy rộng khắp trong toàn tỉnh với hình thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể cá nhân là tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào lao động, sản xuất. Các phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp và sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ để Quảng Nam vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống đại dịch COVID-19, tập trung khắc phục những tác động lớn do đại dịch gây ra để tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đại hội cũng là dịp để biểu dương và tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để ngày càng có nhiều điển hình người tốt, việc tốt, ngày càng có nhiều đơn vị cá nhân được phát hiện, suy tôn từ thực tiễn sinh động của phong trào cách mạng, làm cho phong trào thi đua thật sự là các đợt sinh hoạt chính trị, là trách nhiệm, tình cảm của mỗi người đối với cộng đồng và xã hội. Qua đó, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước cách mạng của quê hương, lòng quyết tâm, tinh thần phấn đấu không ngừng, năng động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức để giành được những thành tựu to lớn hơn nữa về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trong quá trình phát triển đi lên. Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, quy mô nền kinh tế được nâng lên, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng bình quân 9,53% một năm giai đoạn 2016-2019. GRDP tăng bình quân 10,7% một năm, cao hơn so với nghị quyết đề ra từ 10 đến 10,5%. Quy mô kinh tế 109.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 72,4 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 4,3% một năm giai đoạn 2016-2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 102.818 tỷ đồng. Đặc biệt Quảng Nam tập trung triển khai thực hiện 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đến nay, toàn tỉnh có 99 xã và 2 huyện thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 6,06%, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Cùng với đó, phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở đã tạo ra những khởi sắc về môi trường làm việc, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc tại các cơ quan đơn vị. 5 năm qua, Quảng Nam đã được Đảng, Nhà nước biểu dương, khen tặng nhiều danh hiệu cao quý như 3 huân chương độc lập, 98 huân chương lao động các hạng, 59 cờ thi đua của chính phủ, 243 bằng khen của chính phủ, 8 chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đặc biệt, nhân dân và cán bộ Quảng Nam đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất trong phong trào thi đua. Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng và đánh giá cao những kết quả thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Quảng Nam những năm qua. Quảng Nam là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường. Sau 20 năm tái lập tỉnh, với ý chí và khát vọng vươn lên, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã đoàn kết, sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức, đưa Quảng Nam từ một tỉnh nghèo vươn lên trở thành địa phương phát triển khá ở khu vực miền Trung. Đó là kết quả của việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước liên tục, sáng tạo, tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua đói nghèo để xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp. Quảng Nam với vai trò và vị thế mới của một tỉnh phát triển khá trong khu vực
Ngoài việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương phát động, tỉnh cần nghiên cứu, đổi mới, tổ chức các phong trào thi đua gắn với những lĩnh vực trọng tâm, nhiệm vụ đột phá, những chủ trương lớn trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể là xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết, bản sắc văn hóa và các di sản được thế giới công nhận với truyền thống cách mạng. Tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Theo đó, Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ra sức thi đua để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020-2025 đề ra. Cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Nam chung sức, đồng lòng, nỗ lực và quyết tâm cao nhất, cố gắng bằng những hành động thi đua cụ thể thiết thực để gặt hái được nhiều thành quả to lớn trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Quảng Nam 2 tỷ đồng, trao tặng 3 tỷ đồng cho các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam để khắc phục hậu quả cơn bão số 5 vừa qua, và trao 200 suất học bổng cho các em học sinh tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đại hội, Thanh tra tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3, một cá nhân được nhận huân chương lao động hạng 2, 5 cá nhân được nhận huân chương lao động hạng 3. Chính phủ tặng bằng khen cho 7 cá nhân và cờ thi đua cho 7 tập thể. Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương tặng cờ cho 7 tập thể và bằng khen cho 23 tập thể và 22 cá nhân. Sáng qua tại huyện Nam Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc miền núi Quảng Nam, tham dự cuộc họp các đại diện các sở ngành liên quan ở tỉnh. 9 tháng năm 2020, Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc miền núi Quảng Nam tuyển sinh mới được 466 chỉ tiêu, bao gồm đào tạo hệ trung cấp 222, đào tạo theo quyết định 3577 của Ủy ban nhân dân tỉnh 150 học viên và 94 học viên học nghề sản xuất. Nhà trường tiếp tục đào tạo 124 học sinh từ năm 2019 chuyển sang. Học sinh và người lao động học nghề tại trường hầu hết là người dân tộc thiểu số các huyện Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nam Trà My và Bắc Trà My. Song năm 2020 là năm khó khăn bởi do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Cạnh đó, nhận thức học nghề lập nghiệp của lao động miền núi chưa tốt vì tư vấn tuyển sinh học nghề còn ít và hiện tượng học viên bỏ học giữa trường, bỏ làm tại các doanh nghiệp còn xảy ra. Tại buổi làm việc, đại diện Ban giám hiệu Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc miền núi Quảng Nam kiến nghị các cấp lãnh đạo xem xét sớm sửa chữa nâng cấp công trình ký túc xá, nhà ăn, tường rào đã hư hỏng, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt và an toàn cho học sinh nội trú và một số công trình chống sạt lở bờ sông Cái. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đề nghị thời gian tới Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc miền núi Quảng Nam cần xây dựng đề án đào tạo nghề sau phân luồng gắn với học văn hóa. Về lâu dài, trường cũng phải đổi mới phương thức đào tạo, cần phải gắn thực tế sản xuất tại doanh nghiệp. Từ nay đến cuối năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp lại 6 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra, một số đề xuất liên quan đến các đầu tư nâng cấp sửa chữa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân giao cho các sở kế hoạch đầu tư và sở tài chính sớm triển khai thực hiện. Tại xã Bình Hải, huyện Tân Bình, sáng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại lắng nghe ý kiến nhân dân về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tham dự diễn đàn có gần 200 hộ dân của xã Bình Hải. Tại diễn đàn, người dân đã góp ý các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương, như cần nâng cấp mở rộng các tuyến đường bê tông giao thông nông thôn, lắp đặt thêm các biển báo hiệu giao thông tại điểm giao nhau của các tuyến đường dân sinh. Lực lượng công an xã cần tăng cường tuần tra vào ban đêm để xử lý các trường hợp đi buôn bán bật đèn pha quá mạnh, gây chói cho người đi đối diện. Địa phương cần quy hoạch lại các chợ vì gây mất trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lề đường để đặt các biển quảng cáo và phơi lúa gây mất an toàn giao thông. Sau khi nghe ý kiến góp ý của người dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và các ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam, huyện Thăng Bình ghi nhận và giải trình các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của đơn vị mình. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam còn phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho nhân dân xã Bình Hải và người dân đã cam kết đăng ký gia đình đảm bảo thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông. Tiếp theo là một số tin vắn diễn ra trong ngày.
Sáng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hiệp Đức đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Hồ Văn Song, thôn Trà Nô, xã Phước Trà. Số tiền hỗ trợ xây dựng ngôi nhà 50 triệu đồng, trong đó từ quỹ cứu trợ của huyện là 30 triệu đồng và từ nguồn đảm bảo xã hội huyện là 20 triệu đồng. Được biết, sau trận mưa dông gió lốc xảy ra vào chiều ngày 11 tháng 7, đã làm cho 43 hộ dân của hai thôn Trà Nô và Trà Nhang, xã Phước Trà bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, ngôi nhà của gia đình anh Hồ Văn Song bị sụp đổ hoàn toàn. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết sẽ giúp gia đình anh Song sớm ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi ngày 1 tháng 10, sáng qua lãnh đạo huyện Quế Sơn đã đến thăm, trao quà chúc thọ các cụ tròn 90 tuổi và 100 tuổi trên địa bàn. Đợt này, toàn huyện Quế Sơn có trên 2.400 cụ tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi được mừng thọ chúc thọ. Trong đó có 71 cụ tròn 100 tuổi, 388 cụ tròn 90 tuổi được Chủ tịch nước tặng vải lụa, tiền, quà và thiếp bằng mừng thọ. Lãnh đạo huyện Quế Sơn cũng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của người cao tuổi và chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng để con cháu học tập noi theo. Tại huyện Duy Xuyên, các xã thị trấn trên địa bàn huyện cũng tổ chức mừng thọ các cụ cao niên. Toàn huyện Duy Xuyên có 2.900 cụ tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi được mừng thọ, chúc thọ với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Trong đó có 454 cụ tròn 90 tuổi và 76 cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng vải lụa, tiền, quà và bằng mừng thọ. Các cụ còn lại được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng mừng thọ, quà, thuốc bổ và tiền mừng. Đây là việc làm thường niên của Đảng và Nhà nước đối với lớp người cao tuổi, nhằm động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội, tiếp tục giáo dục con cháu và là chỗ dựa, động viên con cháu xây dựng các phong trào thi đua của địa phương. Thưa quý vị, quy hoạch điện 8 là quy hoạch hạ tầng phát triển điện lực quốc gia có tính hệ thống rất cao, có sự gắn kết chặt chẽ với quy hoạch ngành khác như ngành than, dầu khí, sử dụng tài nguyên môi trường, năng lượng tái tạo, giao thông, kinh tế xã hội, không gian đô thị. Bộ Công Thương đã tiếp tục tổ chức hội thảo lần 2 về quy hoạch điện 8, trong đó tập trung lấy ý kiến về quy hoạch lưới điện truyền tải. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng xu hướng truyền tải điện sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới. Thay vì truyền tải điện từ miền Bắc vào miền Nam như trước đây, chiều truyền tải có xu hướng thay đổi dần theo chiều ngược lại. Bên cạnh đó, chính phủ đã có chủ trương cụ thể về triển khai nhập khẩu điện từ các nước trong khu vực. Nhiều biên bản ghi nhớ đã được ký giữa Việt Nam và các nước láng giềng về khả năng nhập khẩu điện tới 2030. Tuy nhiên, quá trình triển khai nhập khẩu điện chưa đạt được kết quả như mong đợi, làm ảnh hưởng tới việc liên kết lưới điện. Do đó, trong đề án này, vấn đề liên kết lưới điện đã được Bộ Công Thương nghiên cứu kỹ lưỡng và đề xuất các giải pháp triển khai nhằm hiện thực hóa các chủ trương liên kết lưới điện của chính phủ. Bộ Công Thương khẳng định với tinh thần cầu thị, Bộ sẽ lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp để sớm hoàn thiện đề án quy hoạch điện 8 với chất lượng tốt nhất trước khi báo cáo chính phủ trong thời gian tới. Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo đã nhận thông tin chính thức từ Liên bang Nga về kết quả dự thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 61 năm 2020 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, cả 6 trên 6 thí sinh của Việt Nam dự thi đã vinh dự mang về 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và 1 bằng khen. Với thành tích này, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng thứ 17 trên 105 đội tuyển dự thi Olympic Toán học quốc tế năm nay. Kể từ ngày 15 tháng 11 tới đây, sinh viên sư phạm sẽ được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng mỗi tháng để chi trả chi phí sinh hoạt, thời gian hỗ trợ theo số tháng thực tế học tập tại trường, nhưng không quá 10 tháng mỗi năm học. Tuy nhiên, sinh viên sẽ phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ nếu không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp, đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành khác, tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học. Thưa quý vị, nếu không có gì thay đổi, từ nay đến cuối năm sẽ có thêm trái bưởi của Việt Nam được phía Hoa Kỳ hoàn thành các thủ tục để xuất khẩu vào thị trường này. Đồng thời cũng sẽ có bưởi chùm của Hoa Kỳ được phía Việt Nam chấp thuận cho nhập khẩu. Sau đó hai bên sẽ bàn tiếp việc mở cửa trái cây mới. Hiện có 6 loại trái cây tươi của Việt Nam được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, gồm thanh long, chôm chôm, xoài nhãn, vú sữa và vải. Mặc dù đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến nhiều hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng từ đầu năm đến cuối tháng 8 năm 2020 vẫn có hơn 5.000 tấn trái cây tươi các loại xuất đi Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu.
những ngày này con phố Hàng Mã, nơi bày bán đồ chơi trung thu với rất nhiều màu sắc, có lượng người đến tham quan mua sắm nhộn nhịp nhất nhì thủ đô. Nhiều người đến đây không chỉ để mua mà còn để check-in chụp ảnh. Và để có một bức ảnh như ý thì nhiều người đã phải trả tiền cho người bán hàng. Vâng, vì treo biển cấm chụp ảnh, cấm biển thu tiền khách, một số chủ quán đã bị cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm nhắc nhở. Tuy nhiên xung quanh vấn đề này, người trong cuộc nói gì? Chụp ảnh phải trả tiền 20.000 đồng. Chụp ảnh 50k, 100k. Cho nhân viên thu tiền 500k nếu cố tình chụp ảnh. Những tấm biển được treo lẫn trong những mặt hàng đồ chơi được bày bán như thế này. Do được nhắc nhở, những tấm biển đã không còn. Nhưng các chủ hàng ở đây cho biết treo biển là hành động cực trắng đã trước việc chụp ảnh có phần thái quá của một số người. Thì nhiều bạn còn đứng ở ngoài cửa nào ở trong này cứ cầm đồ, cầm hàng rồi chụp ảnh. Mà trong khi đấy, ở nhà mình thì đang ngồi thế này, không một câu nói hay là đấy, thì đấy là do cái ý thức của các bạn ấy. Cũng theo một số chủ quán, việc treo biển vừa qua chỉ muốn nhắc nhở mọi người có ý thức hơn khi vui chơi và thưởng ngoạn, tránh ảnh hưởng đến việc buôn bán của quầy. Vì thực ra làm cái việc này thì mình kinh doanh cái hàng này thôi, chứ còn không lấy tiền của những người đến chụp ảnh, mà cho mọi người thoải mái. Nhưng mà mong sao mọi người đến ấy là cũng phải chia sẻ với người bán hàng. Chứ còn cứ chụp hết kiểu đó kiểu kia rồi thì nó cũng phiền thôi. Chia sẻ với những bức xúc của người bán hàng, những bạn trẻ này cho biết đi chơi trung thu ai cũng muốn vui vẻ, cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp khi đi trên con phố nổi tiếng về đồ trung thu. Tuy nhiên, cũng nên có ý thức để làm đẹp lòng cả người bán hàng mà mình đi chơi vẫn vui. Bán hàng cũng là cái nghề cơm áo gạo tiền, người ta cũng giống như mình bình thường đi làm thôi. Vì vậy nên là nếu như mà các bạn chụp hình ấy, thì mình hy vọng là các bạn không nên chụp hình lâu quá. Mỗi người nên chụp vào một vài tấm thôi. Nhu cầu được chụp ảnh của du khách là có, nhưng yêu cầu không bị làm phiền của các chủ hàng cũng là chính đáng. Vì vậy, cả người bán hàng và người dân tham quan cần có ứng xử đẹp để Trung Thu thực sự là một dịp vui chơi có ý nghĩa đối với tất cả mọi người. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đã khiến hàng trăm doanh nghiệp các khu công nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh sự nỗ lực của từng doanh nghiệp, ngay trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng với chính sách vĩ mô, hỗ trợ và phục hồi sản xuất kinh doanh, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp, đồng thời có nhiều giải pháp hỗ trợ. Và hiện phần lớn trong tổng số 92% doanh nghiệp của tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp đã có dấu hiệu phục hồi. Sau 7 tháng đầu khó khăn và suy giảm tới gần 50% sản lượng, từ tháng 8, nỗ lực thích ứng với điều kiện sản xuất mới, cùng với những diễn biến mới của thị trường, hầu hết các nhà máy tại khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô của Thaco đã sản xuất ổn định. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ bù đắp phần lớn sự sụt giảm những tháng đầu năm gần như ngưng trệ. Thông qua sắp xếp tổ chức sản xuất trong tình hình mới, hiện tại hơn 8.000 lao động tại các nhà máy tại Chu Lai của Thaco đều làm việc ổn định, không có trường hợp lao động biến động vì yếu tố dịch bệnh. Nhìn chung về sản xuất thì mặc dù là dịch bệnh nhưng mà công ty vẫn duy trì cái hoạt động sản xuất đều cho cán bộ công nhân viên. Các nhà máy đều hoạt động hết, tuy nhiên chỉ có nhà máy xe bớt là cái tình hình thị trường rất khó khăn. Bây giờ thì cái tình hình kinh tế nó cũng đã có cái khả quan hơn, và những tháng cuối năm này thì việc cũng sẽ nhiều hơn. Với công ty trách nhiệm hữu hạn CCI Việt Nam, tình hình còn khả quan hơn. Không chỉ đảm bảo hoạt động ổn định, hiện tại lượng đơn hàng giao đến các nhà máy tại khu công nghiệp Bắc Chu Lai tăng cao. Hơn 200 lao động cũng đã được tuyển mới, nâng tổng số lao động đang làm việc tại công ty lên 2.453 người, phần lớn còn phải tăng ca. Trước tác động của dịch bệnh và cơ hội việc làm bị thu hẹp, đơn hàng lại tăng cao, nên cả doanh nghiệp và người lao động đều cùng cố gắng làm việc hiệu quả nhất, năng suất tốt nhất. Điều này được bản thân doanh nghiệp nhìn nhận và xem đây là động lực để họ tiếp tục đầu tư và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Cùng với sản xuất linh kiện điện tử, thời điểm này chúng tôi còn đảm nhiệm đơn hàng máy móc điện tử phục vụ lĩnh vực y tế theo yêu cầu của chuyển giao của công ty mẹ. Để đáp ứng đơn hàng mới, công ty cũng đã tuyển mới 283 lao động để tăng cường cho các bộ phận, đảm bảo tiến độ đơn hàng. Và hẳn nhiên, yếu tố ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
tác động của đại dịch COVID-19 đã khiến trên 90% doanh nghiệp của cả nước chịu ảnh hưởng, đặc biệt là với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hàng xuất khẩu. Tại các khu công nghiệp của Quảng Nam, ngoài phần lớn các doanh nghiệp đều tự chủ được sau hai đợt ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thì vẫn có những doanh nghiệp khó khăn. Phục hồi và đưa sản xuất kinh doanh trở lại bình thường ngoài nỗ lực tự thân của từng doanh nghiệp, thì sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền và ngành chức năng thực sự là rất cần thiết. Tại Quảng Nam, việc nắm tình hình, giải quyết vướng mắc và hỗ trợ kịp thời đã được chỉ đạo cả trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất. Duy trì sản xuất, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và cũng để đóng góp cái nguồn thu cho tỉnh Quảng Nam để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Hết sức cảnh giác, kịp thời nắm bắt thông tin rồi chia sẻ xử lý, làm sao đó là tuyệt đối không được để xảy ra dịch bệnh trong cái lực lượng của mình. Hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã phục hồi sản xuất kinh doanh. Điều này cũng có nghĩa việc làm và thu nhập của người lao động cơ bản được đảm bảo. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, hãng hàng không Qatar cho biết đã nhận gần 2 tỷ USD cứu trợ từ chính phủ Qatar sau khi hãng hàng không của Qatar đã thông báo khoản thua lỗ năm lên tới hơn 1,92 tỷ USD tính đến hết tháng 3. Trong thông báo tài chính, Qatar Airways cho biết gói cứu trợ được cung cấp sau khi mức thua lỗ tính theo năm đã vượt 50% vốn điều lệ và sau đó được chuyển đổi thành cổ phần mới. Qatar Airways nhận định tài khóa 2019-2020 là một trong những năm khó khăn nhất trong lịch sử của hãng với thua lỗ tăng gấp đôi so với năm trước. Động thái của chính phủ Qatar được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước, trong đó có cả Mỹ, đã phải trợ giúp các hãng hàng không trong bối cảnh tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 đã khiến ngành hàng không toàn cầu gần như đình trệ từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, Qatar Airways cũng chịu ảnh hưởng lớn từ các biện pháp tẩy chay từ năm 2017 đến nay qua Ả Rập Xê Út, Bahrain, UAE và Ai Cập. Qatar Airways là hãng hàng không lớn thứ hai ở Trung Đông với độ bay gồm 250 chiếc. Hiện Qatar đang yêu cầu các nước Ả Rập phải bồi thường 5 tỷ USD vì đã đóng cửa không phận đối với hãng hàng không này. Tại nhiều quốc gia, người già có thể bị coi như gánh nặng xã hội. Tuy nhiên, tại Dubai, chính quyền nơi đây đã quyết định triển khai chế độ cấp visa dành riêng cho những người về hưu với thời hạn 5 năm, với hy vọng đây sẽ là cú hích cho sự tăng trưởng kinh tế. Theo đó, người về hưu trên 55 tuổi ở bất cứ đâu trên thế giới được mời gọi tới Dubai để nghỉ dưỡng trong những năm tháng cuối đời. Để được Dubai cấp visa về hưu, người cao tuổi sẽ phải chứng minh mình có thu nhập trên 5.500 USD một tháng. Nếu không, người đó sẽ phải gửi tại một ngân hàng ở Dubai một tài khoản trên 275.000 USD hoặc mua một bất động sản có giá trị trên 550.000 USD tại đây. Chính quyền Dubai cho rằng khi những người già có tiền chọn Dubai là nơi nghỉ dưỡng cho những năm tháng cuối đời, họ sẽ mang đến những khoản đầu tư không nhỏ vào thị trường bất động sản, gửi tiền vào ngân hàng. Hàng năm, ngành du lịch Dubai sẽ đón một lượng khách không nhỏ là con cháu họ tới thăm cha mẹ, ông bà mình. Hôm ngày 28 tháng 9, nhân ngày sân khấu Việt Nam, Google đã đổi biểu tượng trang chủ Google tiếng Việt là hình ảnh trình diễn của sân khấu cải lương. Là sự pha trộn giữa những ảnh hưởng truyền thống và đương đại, cải lương kết hợp với tuồng, với kịch nói và tạo ra sự biểu hiện sống động với bản sắc và văn hóa Việt Nam. Google viết trong lời giới thiệu Dodo tôn vinh cải lương đúng vào ngày sân khấu Việt Nam. Theo Google, cải lương phát triển từ loại hình truyền thống được gọi là hát bội ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam từ đầu thế kỷ 20. Google cũng nhấn mạnh, hơn một thế kỷ từ khi ra đời, cải lương ngày nay vẫn được yêu thích như là một trong những loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam và là một liên kết quan trọng đối với lịch sử của đất nước. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với những tin tức có trên báo Quảng Nam số ra ngày 29 tháng 9. Cùng với nhân dân toàn tỉnh, tuổi trẻ Quảng Nam đang ra sức thi đua, thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực hướng về đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Bài viết của Tâm Đăng, Thành Đạt trên trang 8 báo Quảng Nam số ra hôm nay thông tin chi tiết. Tỉnh đoàn vừa thông tin kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động cấp tỉnh chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, ngày 1 tháng 10, tổ chức khánh thành công trình thanh niên tại làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ, tổ chức chương trình khách mời trường quay với chủ đề Tự hào chúng tôi là đại biểu trẻ vào ngày 5 tháng 10.
chương trình nghệ thuật Tuổi trẻ Quảng Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng tại quảng trường 24 tháng 3 vào ngày 10 tháng 10. Chương trình ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại quảng trường 24 tháng 3 và chương trình lễ hội áo dài phụ nữ Quảng Nam tại Văn Thánh Khổng Miếu, thành phố Tam Kỳ. Chị Phạm Thị Thanh, Bí thư tỉnh đoàn cho biết, đợt thi đua Tuổi trẻ Quảng Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 được Ban chấp hành tỉnh đoàn chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng trong các cấp bộ đoàn toàn tỉnh. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi để đoàn viên thanh thiếu nhi toàn tỉnh hăng hái xung kích tình nguyện, sáng tạo, thực hiện các phong trào hành động cách mạng và chương trình của đoàn gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Còn trên trang 6, bài viết của tác giả Công Tú Thông Tin, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 xuất hiện nhiều điểm sáng, đáng chú ý là giảm sâu số người tử vong do tai nạn giao thông. Theo thống kê, 9 tháng qua toàn tỉnh đã xảy ra 121 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người và bị thương 95 người. So với cùng kỳ năm 2019, số người bị thương tăng 1,1%, nhưng tai nạn giao thông giảm 53 vụ, giảm 30,5%, giảm 44 người chết, giảm 31,7%. Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Văn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh, cho biết sẽ củng cố kiện toàn thành viên của ban sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Chỉ đạo đôn đốc các sở ngành các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch có liên quan, triển khai đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025. Tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và thăm hỏi gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trong tháng 11. Tiếp theo sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết do Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 92%, gió từ nam cấp 2 cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 63 đến 92%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 88%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 92%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 72 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 70 đến 93%, gió nhẹ. Thị trấn Pra mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 72 đến 96%, gió nhẹ. Yeah.
Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thông tin ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình phát sóng vào 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.